khởi nghiệp sáng tạo thế giới, nhận 1 triệu đô la Mỹ đầu tư. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, vào ngày 17 tháng 5 tại San Francisco, Mỹ, Abivin Start up cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải. Đại diện của Việt Nam đã vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân của Startup World Cup, giành được giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ đô la Mỹ đầu tư. Abivin là quán quân tại cuộc thi thuộc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, TechFest Việt Nam 2018 và được Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Startup World Cup tranh tài cùng các doanh nghiệp từ hơn 40 quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc. Qua 4 năm hoạt động cùng sản phẩm ABIVIN Virus, phần mềm có thể tạo ra một kế hoạch định tuyến tối ưu chỉ trong vài giây, đồng thời tối đa hóa công suất của xe và giúp bạn tiết kiệm 40% chi phí nhân lực và nhiên liệu. Abivin đã ngày càng cho thấy giá trị của các sản phẩm khởi nghiệp Startup thuần Việt trên trường quốc tế. Abivin trước đó được đào tạo và trưởng thành bởi chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam, Phần Lan, Giai đoạn 2, IPP2, sau đó đã tham gia hàng loạt các chương trình như Sắc Thanh Việt Nam, Techfest Việt Nam 2018 và được kết nối để với các chương trình quốc tế như Giải thưởng Rise Bow Startup August và mới đây nhất là Startup World Cup 2019. Phạm Nam Long, người sáng lập Abivin cho biết, có 3 yếu tố cốt lõi để đi đến thành công này, gồm tìm được vấn đề trong thị trường logistics thời điểm đó và lựa chọn giải quyết bằng sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Sự đồng lòng của các nhân sự của ABVIN từ những ngày đầu dù công ty khởi nghiệp còn nhiều khó khăn về danh tiếng, khách hàng, sản phẩm. Đặc biệt, theo lòng, là những hỗ trợ từ phía chính phủ, mà cụ thể là từ Bộ Khoa học và Công nghệ với đề án 844 đã giới thiệu các chuyên gia, cố vấn đứng ra chủ trì tổ chức các chương trình và kết nối ABVin với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Giải thưởng Startup World Cup là cuộc thi về khởi nghiệp hàng đầu thế giới do Phenox Ventures tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia là các nhà đầu tư lâu năm từ Thung lũng Silicon và các doanh nghiệp khởi nghiệp trên khắp thế giới. Sau thành công tại Startup World Cup với 1 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư, Phạm Nam Long cho biết nếu thuận lợi ABVin dự định sử dụng tiền đầu tư để tiếp tục phát triển R và D cho sản phẩm với trí tuệ nhân tạo trong logistics để giải quyết bài toán lõi về công nghệ tối ưu hóa tìm đường. Ngoài ra, ABVin cũng sẽ mở rộng thị trường ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tiến tới ở Myanmar, Singapore, Thái Lan, Indonesia.